Xin kính chào anh chị khách hàng. Thì hiện tại Giang đang có mặt tại dự án IO City Tên Lửa Bình Tân, được phát triển bởi chủ đầu tư Hoa Lâm. Thì vị trí của Giang đang đứng đây là bên phía khu vực của trung tâm thương mại Anmol, và mình sẽ nhìn qua công trường xây dựng của dự án IO City mọi người nhé. Thì đây là những cái hình ảnh của công trường xây dựng dự án IO City, lên cực kỳ là nhanh luôn anh chị khách hàng ạ. Như anh chị khách hàng thấy, đây là lên tầng 3, tầng 4 rồi đó mọi người, nhanh không ạ? Và hiện tại thì Giang có giữ những cái sức gọi là giữ chỗ và gấp căn, gọi là cọc định danh. Có nghĩa là hiện tại Giang có những cái sức gọi là nội bộ, có những căn cho anh chị khách hàng chọn luôn. Và anh chị khách hàng có thể là mình sở hữu ngay một căn tại dự án IO City này nha anh chị khách hàng nhé. Ngay mặt tiền đường Tên Lửa. Đây, Giang sẽ review cho anh chị khách hàng coi. Đây, dự án của chúng ta ngay mặt tiền đường Tên Lửa luôn anh chị khách hàng nhé. Và kế bên dự án của chúng ta đây là trung tâm thương mại Anmol anh chị khách hàng nhé. Cực kỳ là đẹp luôn. Thì hôm nay Giang cho anh chị khách hàng thấy cái tiến độ của dự án IO City để anh chị yên tâm ha. Mọi thứ giấy phép xây dựng đã có đầy đủ rồi và chờ anh chị sở hữu thôi. Anh chị khách hàng nào chưa lấy được thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885 để sở hữu ngay một căn hộ IO City ngay mặt tiền đường Tên Lửa, kế bên trung tâm thương mại Anmol Bình Tân, vị trí vô cùng đắc địa. Rồi, hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án IO City. Xin chào anh chị khách hàng.